Xin chào tất cả các em. Ở buổi học trước, thầy đã hướng dẫn các em bài toán tam giác. Thầy đã hướng dẫn các em phương pháp giải một bài toán tam giác và hướng dẫn các em dạng toán đầu tiên của bài toán tam giác, đó là bài toán tam giác với giả thiết cho các đường trong tam giác. Ngày hôm nay, thầy hướng dẫn các em dạng số 2 của bài toán tam giác, đó là bài toán tam giác với giả thiết cho tính chất tam giác. Trước khi vào nội dung của dạng thứ hai này, thì nhắc lại phương pháp giải bài toán tam giác. Các em quan sát. Phương pháp giải bài toán tam giác. Bước thứ nhất, kèm vẽ hình. Với bài toán tam giác bắt buộc kèm phải vẽ hình. Được chưa? Chuyển sang bước số 2. Bước này quan trọng nhất. Phân tích các điểm trên hình vẽ. Để phân tích được các điểm trên hình vẽ, các em thực hiện cho thầy hai công việc. Công việc đầu tiên, các em liên hệ các điểm đã biết tọa độ hoặc các điểm tìm được ngay tọa độ với thứ nhất là với tính chất các đường trong tam giác nha. Tính chất các đường trong tam giác. Rồi, với gì? Tính chất của tam giác. Rồi, với các điểm khác. Với các điểm khác. Thông qua công thức trung điểm và công thức trọng tâm. Rồi với các điểm khác thông qua đẳng thức vector. Sau khi thực hiện xong công việc thứ nhất, các em chuyển sang công việc số 2. Sắp xếp các điểm chưa biết tọa độ theo thứ tự từ nhiều giả thiết đến ít giả thiết. Công việc số 2 này rất quan trọng. Khi các em sắp xếp các điểm theo thứ tự là từ nhiều giả thiết đến ít giả thiết để chúng ta tìm những điểm có nhiều giả thiết trước, sau đó tìm đến các điểm có ít giả thiết sau. Được chưa các em? Vậy là cái công việc số 2 của chúng ta cũng rất quan trọng. Sau bước số 2, các em chuyển sang bước số 3. Các em tìm tọa độ các điểm và trả lời câu hỏi. Như vậy là gì? Bước số 3 chỉ là kết quả của bước số 2 thôi. Khi trình bày một bài toán tam giác thì cái bước số 2 này là không có trong lời giải. Thế nhưng nó lại rất quan trọng. Các em phải phân tích ra ngoài giấy ra. Được chưa? Gần như là lập trình cho mình
cái quá trình giải bài toán đó. Vậy là thầy đã trình bày lại cho các em xong phần phương pháp giải bài toán tam giác. Bây giờ thầy cho mình cùng vào nội dung của dạng thứ hai. Các em ghi thầy dạng 2. Bài toán tam giác với giả thiết cho tính chất tam giác. Được chưa các em? Bây giờ thầy sẽ cung cấp cho các em tính chất của từng tam giác một. Thứ nhất, tam giác vuông em quan sát hình vẽ thầy phác họa sau. A, B, C. Thì giả sử thầy có tam giác vuông ABC vuông tại A. Khi đó thầy có một loạt các tính chất sau. Thứ nhất, AB vuông góc với AC. AB mà vuông góc với AC thì thầy có được cái gì? Các em lưu ý nhé. Thầy có được vector phát tuyến của đường thẳng AB sẽ bằng vector chỉ phương của đường thẳng AC. Hoặc là vector chỉ phương của đường thẳng AB thì bằng vector phát tuyến của đường thẳng AC. Được chưa các em? Tính chất này dùng rất nhiều. Hệ thức lượng trong tam giác vuông thì các em biết rồi, thì không trình bày ở đây nữa. Thế với tam giác vuông thì thầy có một cái tính chất cũng rất quan trọng. Thầy gọi Y là trung điểm của cạnh huyền BC nhá. Khi đó là thầy có được đường trung tuyến AI này bằng 1/2 cạnh huyền. Nghĩa là thầy có được IA bằng IB bằng IC. Điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC chính là trung điểm của cạnh huyền. Được chưa các em? Thì cho mình cùng chuyển sang phần 2, tam giác cân. Các em quan sát hình vẽ. A, B, C. Thì giả sử thì có tam giác cân ABC cân tại A nhé. Thì thầy có một loạt các tính chất quen thuộc. Đó là AB bằng AC này, góc B này bằng góc C. Được chưa? Thế nhưng mà trong hình học giải tích phản thường chúng ta sử dụng đến tính chất sau. Các em lưu ý này. Đường trung tuyến, đường cao, đường phân giác, hạ từ, đỉnh cân là trùng nhau. Đấy. Các em nhìn chưa? Ở đây thầy có đường trung tuyến, phải đường phân giác, phải đường cao, hạ từ đỉnh cân là trùng nhau. Được chưa các em? Rồi. Tiếp theo, 3, tam giác đều. Đây. Thế chúng ta có thể hiểu nôm na tam giác đều nó là gì? Một tam giác mà có 3 đỉnh đều là đỉnh cân cả. Các em hiểu không? Rồi, vậy thì về tính chất của tam giác đều, những cái tính chất quen thuộc thì các em biết rồi. Thế chủ yếu chúng ta sẽ sử dụng đến tính chất đó là gì? Đường trung tuyến này. Phải này, đường phân giác này.
Thêm lưu ý chúng ta xét phân giác trong nhé. Đường phân giác phải đường cao. Cao. Hạ từ một đỉnh là trùng nhau. Từ đây thì thầy có được cái gì? Thầy có được trọng tâm G này, đúng không? Sẽ trùng với trực tâm H này, trùng với tâm đường tròn ngoại tiếp này, đúng chưa? Rồi trùng với tâm đường tròn nội tiếp. Thì nhắc lại này, trọng tâm G sẽ trùng với trực tâm H. Trọng tâm là giao điểm của ba đường trùng tuyến, trực tâm là giao điểm của ba đường cao. Trùng với tâm đường tròn ngoại tiếp, giao điểm của ba đường trung trực. Trùng với tâm đường tròn nội tiếp, giao điểm của ba đường phân giác. Được chưa các em? Vậy là thầy đã cung cấp cho các em phần tính chất tam giác. Bây giờ thầy cho mình cùng vận dụng tính chất này để phân tích các điểm trên hình vẽ. Thầy cho mình cùng chuyển sang một số ví dụ. Thầy cho mình cùng vào ví dụ thứ nhất. Đây chính là đề thi Đại học Khối B năm 2009. Trong mặt phẳng với hệ trục OXY cho tam giác ABC cân tại A, điểm A có tọa độ -1, 4. Các đỉnh BC thuộc đường thẳng D có phương trình x trừ y trừ 4 bằng 0. Xác định tọa độ các đỉnh BC, biết diện tích tam giác ABC bằng 18. Các em nhắc thật nhanh. Các em xong chưa? Bài toán của chúng ta thuộc bài toán tam giác. Do đó để giải được bài toán này thì cho mình sẽ phải thực hiện các bước giải chung của bài toán tam giác. Bước thứ nhất, vẽ hình. Bước thứ hai, phân tích các điểm trên hình vẽ. Và bước số 3 là tìm tọa độ các điểm và trả lời câu hỏi. Bây giờ thì cho mình cùng vào bước thứ nhất, vẽ hình. Để cho tam giác ABC, đúng không, cân tại A, A B C cân tại A, điểm A có tọa độ là -1, 4. Được chưa? Điểm B và điểm C thuộc đường thẳng D có phương trình x trừ y trừ 4 bằng 0. Vậy là thầy đã phác họa xong hình vẽ. Bước thứ hai, thầy cho mình cùng phân tích các điểm trên hình vẽ. Để phân tích các điểm trên hình vẽ, thầy cho mình sẽ liên hệ điểm đã biết tọa độ với gì? Tính chất các đường này, tính chất tam giác này, với các điểm khác thông qua công thức trung điểm trọng tâm này, rồi với các điểm khác thông qua đẳng thức vectơ. Thế ở đây, để cho tam giác là tam giác cân tại A, điểm A đã biết tọa độ, vậy là thầy phải liên hệ điểm A này với gì? Tính chất của tam giác cân. Có đúng không các em? Thế tính chất của tam giác cân là gì? Đường trung tuyến phân giác đường gì cao, hạ từ đỉnh cân là trùng nhau. Đúng chưa các em? Trên hình vẽ của chúng ta có 3 điểm chưa biết tọa độ B, H, C. Điểm nào liên hệ trực tiếp với điểm A? Hay nói khác, điểm nào có nhiều giả thiết nhất? Đương nhiên điểm H. H là hình chiếu vuông góc của A lên đường thẳng D, nên điểm H này thì tìm được tọa độ. Có đúng không? Thầy đánh dấu sao đây? Nghĩa là thầy tìm được tọa độ. Điểm A biết rồi, dấu sao. H là trung điểm của BC. Vậy là nhờ công thức trung điểm, nếu thầy tìm được tọa độ điểm B thì đương nhiên thầy tìm được tọa độ điểm C. Và ngược lại, nếu mà thầy tìm được tọa độ điểm C thì nhờ công thức trung điểm thầy lại tìm được tọa độ điểm B. Hai điểm B và C cùng chung một giả thiết, đó là thuộc đường thẳng D. Vậy thì việc tìm điểm nào cũng là như nhau cả. Thầy giả sử thầy sẽ đi tìm tọa độ điểm B. Thế điểm B của chúng ta là thuộc đường thẳng D, nên cách làm quen thuộc ở đây là thầy chuyển đường thẳng D về dạng tham số T.
thì thầy sẽ suy được ra tọa độ điểm B theo tham số T. Bước tiếp theo là thầy cho mình cần phải đi lập được một phương trình nhận T và giải phương trình này tìm T thì suy được tọa độ điểm B. Có đúng không các em? Thế phương trình nhận T có được dựa vào giả thiết gì? Diện tích tam giác ABC bằng 18. ABC có diện tích bằng 18. Thì thầy hỏi các em đây, tam giác gì AHB này có diện tích bằng bao nhiêu? À, bằng 9. Đúng chưa? Điểm A biết tọa độ rồi, điểm H tìm được rồi, điểm B theo T. Vậy là thầy tính được diện tích tam giác theo T cho bằng 9 là thầy được phương trình nhận T. Giải tìm T suy ra được ra tọa độ điểm B. Áp dụng công thức trung điểm, H là trung điểm của BC, suy ra tọa độ điểm C. Để cho các em, đây quá trình phân tích của chúng ta là như vậy. Bây giờ thì cho mình cùng tiến hành giải thôi. Giải. Trước tiên thì cho mình cùng tìm tọa độ điểm H. Để tìm tọa độ điểm H, H là hình chiếu vuông góc của A lên đường thẳng D có hai cách. Cách thứ nhất là các em chuyển đường thẳng D này về dạng tham số, suy ra tọa độ điểm H theo tham số T. Đúng không? Các em có vectơ AH vuông góc với vectơ chỉ phương của đường thẳng D. Vuông góc thì nhân nhau bằng 0, từ đó là thầy có được T và suy ra tọa độ điểm H. Cái làm số 2 là các em sẽ đi viết phương trình đường thẳng AH này. Đi qua điểm A, đúng không? Rồi, vuông góc với đường thẳng D. Sau đó thầy tiến hành gì? Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng AH này với đường thẳng D. Khi đó thầy có được tọa độ điểm H. Bây giờ thầy sẽ thực hiện cái làm số 2. Các em quan sát. Thì có AH qua điểm A có tọa độ trừ 1, 4 này. Đúng cho các em. AH vuông góc BC nên thầy có được U của AH bằng N của đường thẳng BC chính là N của đường thẳng D. Có tọa độ bao nhiêu? 1 trừ 1. Đúng không các em? Thế từ đây thì suy được ra vectơ pháp tuyến của đường thẳng AH sẽ bằng, các em nhớ nhé, các em đảo vị trí hai tọa độ này cho nhau, sau đó các em cho một số âm vào một tọa độ thôi. Đảo thì thầy có là trừ 1, 1, thầy cho dấu âm vào tọa độ đầu tiên thì thầy có được là gì? 1, 1. Được chưa các em? Có được vectơ pháp tuyến, có được điểm đi qua thì suy ra phương trình AH. 1 nhân x cộng 1 này cộng 1 nhân với y trừ 4 này bằng 0. Các em tiến hành rút gọn cho thầy. Các em có được phương trình là gì? X cộng y này, đúng không? Trừ 3 bằng 0. Có được phương trình đường thẳng AH, từ đây thì suy ra tọa độ H. Điểm H. Các em tiến hành xét hệ phương trình. Phương trình AH là x cộng y trừ 3 bằng 0. Phương trình đường thẳng D x trừ y trừ 4 bằng 0. Bây giờ thì cho mình tiến hành giải hệ phương trình này. Thì nếu các em sử dụng máy tính thì các em nhớ là các em phải chuyển cho thầy hằng số trừ 3 sang vế bên phải, hằng số trừ 4 sang vế bên phải. Được chưa? Còn nếu các em giải trực tiếp thì các em tiến hành cộng vế vế thì sẽ mất hết ẩn y. Đúng không? Vậy thì thầy tìm được ra kết quả là gì ở đây? X là bằng 7 phần 2. Còn y thì tìm được ra là bằng trừ 1 phần 2. Vậy là thầy có được tọa độ điểm H 7 phần 2 trừ 1 phần 2. Được chưa? Rồi. Có được tọa độ điểm H. Tiếp theo là mục tiêu của thầy, thầy sẽ tìm tọa độ điểm B nhá. Vì điểm B và điểm C nó có giả thiết như nhau nên thầy sẽ tìm tọa độ điểm B. Thầy có đường thẳng D của chúng ta là x trừ y trừ 4 bằng 0. Thì chuyển đường thẳng D này về dạng tham số. Từ đây thầy suy ra. Để chuyển về dạng tham số thì thầy chỉ cần đặt x bằng t thôi. Thì thay vào rút ra y, đúng không? Vậy thầy có t này trừ y này
trừ 4 này bằng 0 này. Vậy y của thầy ở đây chính là gì? T trừ đi 4. Đây chính là phương trình tham số của đường thẳng D. Thế nhưng mà do điểm B của chúng ta là gì? Thuộc đường thẳng D. Nên từ đây thầy suy ra tọa độ điểm B là phải thỏa mãn phương trình của đường thẳng D. Đúng không? Đây phương trình tham số của đường thẳng D đây. Vậy là thầy có được tọa độ điểm B có dạng là T phải T trừ 4. Được chưa? Rồi, bây giờ thầy sẽ khai thác giả thiết diện tích để thầy suy được ra phương trình ẩn T. À, thầy có diện tích tam giác AHB. Điểm A biết tọa độ rồi này, điểm H biết tọa độ rồi, điểm B này biết tọa độ theo T rồi, đúng không? Bằng 1/2 diện tích tam giác ABC. Kết quả là bằng 9. Được chưa? Bây giờ thầy cho mình cùng đi tiến hành tính diện tích tam giác AHB, tam giác này vuông tại H. Trước tiên thầy tính cạnh góc vuông AH. Thầy có vector AH này. Lấy tọa độ điểm H trừ tọa độ điểm A thì thầy được kết quả bao nhiêu? 9/2 này, đúng không? Trừ 9/2. Được chưa các em? Thế từ đây thì suy được ra đoạn AH sẽ bằng căn bậc 2 này của 9/2 tất cả bình này cộng với trừ 9/2 tất cả bình. Các em tính được kết quả bao nhiêu? 9 căn 2 trên 2. Được chưa? Tiếp theo thầy cho mình cùng tính cạnh góc vuông HB. Muốn tính cạnh góc vuông HB thì thầy cho mình phải tính vector HB. Lấy tọa độ điểm B trừ tọa độ điểm H. Điểm H biết tọa độ rồi, điểm B có tọa độ theo T. Kem trừ được bao nhiêu nhỉ? T trừ 7/2 này, đúng không? T trừ 7/2. Đấy. Từ đây thì thầy suy được ra HB bằng căn bậc 2 của T trừ 7/2 tất cả bình cộng với T trừ đi 7/2 tất cả bình. Đúng không? Kem rút gọn biểu thức trong căn thì kem được bằng căn bậc 2 của 2 lần T trừ 7/2 tất cả bình. Kem đưa T trừ 7/2 tất cả bình ra ngoài căn. Nhưng kem lưu ý là chúng ta phải lấy trị tuyệt đối nhá. Thì kem được là bằng trị tuyệt đối của T trừ 7/2 nhân căn 2. Vậy là thầy đã tính được độ dài của hai cạnh góc vuông. Từ đây thì suy được ra diện tích tam giác AHB bằng 1/2 AH nhân với gì? HB. Đúng không các em? Các em thay này, các em thay kết quả nhé. 1/2 AH thì cho mình tính được bằng 9 căn 2 trên 2 này nhân với trị tuyệt đối của T trừ 7/2 nhân với căn 2. Và chúng ta tính được diện tích tam giác AHB là bằng 9. Được chưa? Bây giờ thầy cho mình cùng tiến hành rút gọn. Các em nhìn nhá. 9 này, 9 lên đây này. Đúng không? Căn 2 với căn 2 bằng 2, rút gọn với này. Phải chưa? Vậy thì kết quả của thầy là còn là gì? 1/2 này trị tuyệt đối của T trừ đi 7/2 bằng 1. Phải không? Và thầy có được phương trình gì? Trị tuyệt đối của T trừ 7/2 ở đây là bằng 2. Trị tuyệt đối của T trừ 7/2 bằng 2 thì thầy có được hai phương trình. Hoặc T trừ 7/2 là bằng 2, T trừ 7/2 bằng trừ 2. Thế với T trừ 7/2 bằng 2 thì thầy tìm được ra T ở đây bằng bao nhiêu? Các em chuyển vế, đúng không? Sau đó các em quy đầu là bằng 11/2. Được chưa các em? 11/2. Thế còn T trừ 7/2 mà bằng trừ 2, chuyển vế thì tìm được T bằng bao nhiêu? Như này, bằng 3/2. Đúng chưa? Thế với T mà bằng 11/2 thì suy được tọa độ điểm B. Các em thay vào thì các em được bao nhiêu nhỉ? 11/2 này, đúng không? Rồi, bao nhiêu? 3/2.
Thế còn với T mà bằng 3 phần 2 thay vào thì có được 3 phần 2 này, đúng không? Các em thay vào, các em trừ kết quả bằng bao nhiêu? À, trừ 5 phần 2. À, trừ 5 phần 2. Được chưa? Vậy là thầy tìm được ra hai tọa độ điểm B. Bây giờ, thầy xét với điểm B thứ nhất, thầy dùng công thức trung điểm, H là trung điểm, để thầy tìm tọa độ điểm C. Nhá. Thầy làm cho các em ý đầu tiên này. Với điểm B có tọa độ là bao nhiêu? 11 phần 2, 3 phần 2. Thì thầy suy ra, cái nhớ nhé, công thức trung điểm là gì? Tọa độ điểm H sẽ bằng tọa độ điểm B cộng với tọa độ điểm C trên 2. À, tọa độ điểm H chúng ta tìm được rồi, 7 phần 2 này, bằng 11 phần 2 này, cộng với xc trên 2 này, đúng chưa? Rồi y của điểm H là trừ 1 phần 2 này, bằng 3 phần 2 này, cộng với yc trên 2. Thế từ đây các em suy được ra xc cho thầy. Bảo mẫu, các em chuyển về thì xc chúng ta là bằng 3 phần 2, đúng không? Thế còn từ đây thì suy được yc bao nhiêu nhá? Các em quy đồng lên chuyển về. À, thì các em có được là kết quả đây là trừ 5 phần 2. Được chưa? À, vậy là với điểm B thứ nhất thì có được điểm C ở đây là 3 phần 2 trừ 5 phần 2. Thế các em về nhà là các em tương tự xét cho thầy cái trường hợp ở điểm B của chúng ta có tọa độ là 3 phần 2 và trừ 5 phần 2. Các em cũng dùng công thức trung điểm, H là trung điểm của BC để các em tìm ra tọa độ điểm C thứ hai. À, vậy là thầy đã hoàn thành cho các em xong ví dụ đầu tiên. Đây chính là đề thi đại học khu B năm 2009. Thầy lưu ý là gì? Để làm được ví dụ này thì các em phải nhớ ngay đến phương pháp giải chung của bài toán tam giác. Được chưa? Và trong phương pháp giải chung của bài toán tam giác thì bước số 2 là bước rất quan trọng, phân tích các điểm trên hình vẽ. À, các em phải liên hệ được các điểm trên hình vẽ với gì? Các đường này trong tam giác này và với tính chất của tam giác. Ở bài này thầy đã liên hệ điểm A với tính chất của tam giác. Bây giờ thầy cho mình cùng chuyển sang các ví dụ khác. Ví dụ số 2 chính là đề thi đại học khối A năm 2010. Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ OXY cho tam giác ABC cân tại A, điểm A có tọa độ 66. Đường thẳng đi qua các trung điểm của các cạnh AB, AC có phương trình x cộng y trừ 4 bằng 0. Tìm tọa độ điểm B, điểm C, biết điểm E có tọa độ 1 trừ 3, nằm trên đường cao đi qua đỉnh C của tam giác. Các em nháp thật nhanh cho thầy. Các em xong chưa? Bài toán của thầy cho mình thuộc bài toán tam giác. Để giải được bài toán này, thầy cho mình sẽ thực hiện 3 bước giải như trong phần lý thuyết thầy đã trình bày cho các em. Bước thứ nhất, vẽ hình. Bước số 2, phân tích các điểm trên hình vẽ. Bước thứ 3 là tìm tọa độ các điểm liên quan và trả lời câu hỏi. Bây giờ thầy cho mình cùng vào bước thứ nhất, đó là bước vẽ hình. Để cho tam giác ABC cân tại A, A B C, điểm A có tọa độ là 66. Được chưa? Để cho đường thẳng đi qua các trung điểm của các cạnh AB, AC có phương trình x cộng y trừ 4 bằng 0. Thầy gọi trung điểm này là M. Trung điểm này là N. Đấy. Đường thẳng để cho thầy gọi là đường thẳng D, để cho nó dễ gọi. Có phương trình là x cộng y trừ 4 bằng 0. Các em lưu ý nhé, M là trung điểm của AB, N là trung điểm của AC. Thế nhưng mà do AB bằng với AC nên bốn đoạn thẳng này là bằng nhau. Được chưa? Để cho điểm E thuộc đường cao đi qua C của tam giác thì dựng đường cao. Điểm E. Điểm E này có tọa độ là 1 trừ 3. Được chưa các em? Vậy là thầy đã phác họa xong hình vẽ. Bây giờ thầy cho mình cùng vào bước số 2, là bước quan trọng nhất. Tuy bước số 2 này không có trong lời giải,
nhưng lại là bước quyết định để tìm ra lời giải. Được chưa? Thì bước số 2 đó là gì? Phân tích các điểm trên hình vẽ. Thì cho mình phải thực hiện hai công việc. Công việc thứ nhất là liên hệ các điểm đã biết tọa độ với gì? Tính chất các đường trong tam giác với tính chất tam giác, với các điểm khác thông qua công thức trung điểm trọng tâm, với các điểm khác thông qua đẳng thức vector. Trên hình vẽ của chúng ta có hai điểm đã biết tọa độ. Thế nhưng điểm E này là một điểm bất kỳ nằm trên đường cao đi qua C. Do đó là cái việc liên hệ điểm E này là rất khó khăn, đúng không các em? Thầy nấy ở đây, có bạn nấy ở đây, đúng không? Rồi, thậm chí có bạn nấy ở đâu này. Đấy. Vậy là thầy cho mình chỉ còn là gì? Liên hệ điểm A với tính chất các đường trong tam giác này, với tính chất tam giác này, với các điểm khác thông qua công thức trung điểm trọng tâm và với các điểm khác thông qua đẳng thức vector. Thế để cho tam giác ABC là một tam giác cân, vậy là thầy sẽ liên hệ tọa độ điểm A này với tính chất của tam giác cân. Thế tính chất của tam giác cân là gì? Ngoài hai cạnh bên bằng nhau, ngoài hai góc ở đáy bằng nhau, tam giác cân còn một tính chất mà được sử dụng rất nhiều, rất quan trọng. Đó là gì? Đường cao, đường trung tuyến, đường phân giác hạ từ đỉnh cân là trùng nhau, đúng không các em? Thế gọi đây là điểm K, đây là điểm H. Đấy, thầy ký hiệu bằng nhau. Như vậy là gì? Trên hình vẽ của chúng ta bây giờ xuất hiện thêm hai điểm K và H. Nhiệm vụ của thầy cho mình là cần phải liên hệ điểm A này với tất cả các điểm trên hình vẽ. Theo các em thì trong các điểm M, N, K, H, B, C, điểm nào nhiều giả thiết nhất? Hay nói cách khác là điểm nào sẽ tìm được tọa độ ngay? À đúng rồi, chính là điểm K. Thầy quanh tròn. Vì sao điểm K lại tìm được tọa độ ngay? Các em nhìn nhé, điểm K này thuộc đường thẳng D đã biết phương trình này, đúng không? Thì có AK vuông góc với đường thẳng D, điều đó chứng tỏ K là hình chiếu vuông góc của điểm A lên đường thẳng D. Điểm A biết tọa độ rồi, đường thẳng D biết phương trình rồi, vậy là thầy có được tọa độ điểm K. Được chưa? Thế sau khi tìm được tọa độ điểm K rồi, đấy, các em nhìn nhá, một là tìm được tọa độ điểm K này. Thế sau khi tìm được tọa độ điểm K rồi, bây giờ các em quan sát cho thầy các điểm còn lại trên hình vẽ M, N, B, H, C. Thì điểm nào sẽ tìm được tọa độ đây? Thì có ngay điểm H sẽ tìm được tọa độ. Các em biết vì sao không? Các em nhìn này, điểm A biết tọa độ, điểm K biết tọa độ. K là trung điểm của gì? AH, đúng không? Vì sao KN là đường trung bình của tam giác AHC? Phải chưa? Vậy là K này là trung điểm của AH. Hai điểm này biết tọa độ rồi thì đương nhiên điểm H là thầy tìm được tọa độ nhờ công thức trung điểm. Được chưa? À vậy là thứ hai, thầy đang sắp xếp các điểm đấy theo thứ tự nhiều giả thiết đến ít giả thiết đấy, là điểm H sẽ tìm được tọa độ. Trên hình vẽ của thầy cho mình còn 4 điểm M, N, B, C. Thế M, N, B, C, 4 điểm này, điểm nào là có nhiều giả thiết nhất thì thầy sẽ đi tìm trước. Được chưa? Thế các em quan sát cho thầy, điểm B chưa có giả thiết gì, C cũng chưa có giả thiết gì. Điểm M và điểm N có giả thiết rồi. Đó là điểm M, điểm N này gì? Nằm trên đường thẳng D đã biết phương trình rồi, đúng không các em? Rồi, và MN lại liên hệ với điểm K đã biết tọa độ theo công thức trung điểm. Như vậy là mục tiêu tiếp theo của thầy là thầy sẽ đi tìm tọa độ điểm M hoặc là điểm nào. Thế hai điểm này là số lượng giả thiết là như nhau,
Phải chưa? À, vậy thì thầy sẽ đi tìm tọa độ điểm N. Vì điểm N nó liên hệ với cái điểm C này. Điểm C này. Sau đó thầy liên hệ được tính chất đường cao đây. Đương nhiên là các em có thể đi tìm tọa độ điểm M vì hai cái điểm này là giả thiết như nhau. Đúng không các em? Vậy thì tiếp theo đó là thầy sẽ đi tìm tọa độ điểm N. Thế cái điểm N này là chưa tìm được tọa độ ngay, đúng không các em? Vì điểm N này chúng ta mới có một cái giả thiết là điểm N thuộc đường thẳng D thôi. Vậy thì thầy sẽ chuyển đường thẳng D này về dạng tham số T. Từ đó thầy suy được tọa độ điểm N theo tham số T. Nhiệm vụ của thầy cho mình là cần phải tìm ra được một phương trình ẩn T, từ đó suy ra tọa độ điểm N. Thế khi mà các em có điểm N rồi, các em nhìn này, có được tọa độ điểm N. Điểm K biết rồi nhé. Vậy thì thầy sẽ tìm được tọa độ điểm M. Nhờ công thức trung điểm, K là trung điểm của M đó. Đúng không? Vậy là thứ tư, thầy sẽ đi tìm tọa độ điểm M. Được chưa các em? Tiếp theo thầy lại có gì? Từ cái điểm N này này là thầy lại tìm được tọa độ điểm C. Do gì? N là trung điểm của AC. Điểm A biết, điểm N biết. Đương nhiên thầy tìm được tọa độ của điểm C. Đúng không? Vậy là năm, thầy tìm được tọa độ C. Thì điểm tọa độ điểm M và tọa độ điểm C này nè đều theo T. Vì tọa độ điểm N của chúng ta là theo T. Phải chưa các em? Rồi. Câu hỏi đặt ra là cái phương trình ẩn T này ở đâu? Thì bây giờ thầy mới sử dụng đến tính chất của đường cao. Thì đường cao là gì? Thầy có ngay CE. Thì nhắc lại, CE vuông góc với AB. Hay nói cách khác là CE vuông góc với AM. A biết tọa độ, M biết tọa độ, E biết tọa độ, C biết tọa độ. Đúng không? Vậy là từ đó thầy suy được ra phương trình ẩn T ở đây chính là 6 này, phương trình ẩn T ở đây chính là E C vector EC nhân vector gì? AM bằng 0. Đúng chưa các em? Thầy nhắc lại nhá, là điểm A đã biết tọa độ này, điểm E đã biết tọa độ này, điểm M có tọa độ là theo T này, điểm C có tọa độ theo T. Các em có tính được cho thầy là hai vector này không? Rồi, thế nhưng mà do CE vuông góc với AM thì suy đó thì có được là gì? Tích vô hướng của hai vector này là bằng 0. Vậy thì thầy có được phương trình ẩn T ở đây thì tìm ra T. Mà khi các em đã tìm được ra T rồi thì các em sẽ có được tọa độ nào? C, tọa độ điểm M, tọa độ điểm N. Vậy chỉ còn một tọa độ điểm B thôi. Việc tìm tọa độ điểm B rất đơn giản. Các em có thể dùng công thức là gì? H là trung điểm của BC. Từ đó thì các em suy được ra tọa độ điểm B. Hoặc là các em không thích vậy, các em dùng gì? M là trung điểm của AB. Thì các em cũng tìm được ra tọa độ điểm B. Được chưa các em? Vậy là việc phân tích các điểm trên hình vẽ của thầy hoàn thành. Thầy đã sắp xếp các điểm theo thứ tự từ nhiều giả thiết đến ít giả thiết để thầy tìm tọa độ các điểm theo thứ tự này. Được chưa? Và đề bài của chúng ta yêu cầu gì? Bây giờ thầy mới quan tâm đề bài này. Đề bài yêu cầu là tìm tọa độ điểm B, điểm C. À vậy thì đến đây thì thầy hoàn thành luôn. Sau khi tìm xong thì thầy hoàn thành luôn đề bài. Đúng không các em? Đấy. Vậy là thầy đã phân tích xong. Bây giờ thầy cho mình cùng tiến hành giải. À, bước thứ nhất thì cho mình sẽ đi tìm tọa độ điểm K nha. Để tìm K thì có rất nhiều cách. Nhưng mà cái cách quen thuộc đó là các em đi viết phương trình đường thẳng AK. Hay nói cách khác là viết phương trình đường thẳng AH này. Sau đó các em tìm giao điểm với đường thẳng D thì các em có được tọa độ điểm K. Và thầy làm theo cách đấy, được chưa? Thứ nhất này thì tìm tọa độ điểm K nhá. Thì viết đây để các em dễ theo dõi. Tìm tọa độ điểm K. À, thầy có AH này để đi qua điểm A có tọa độ là 66. Được chưa? Rồi. Thầy có AH là vuông góc với đường thẳng D. Từ đây thì suy được ra, thầy chọn U của AH vector chỉ phương của đường thẳng AH bằng vectơ phát tuyến của đường thẳng D.
Thế đường thẳng D để cho rồi, x cộng y trừ 4 bằng 0. Vậy nào, thì có được vector phạm tuyến là 1, 1, chính là hệ số gắn với hai biến x, y trong phương trình. Phải chưa các em? Thế có được điểm đi qua, có được vector chỉ phương thì có được phương trình AH. Các em nên viết ở dạng chính tắc x trừ 6 chia cho 1 bằng y trừ đi 6, đúng không? Chia cho 1. Các em quy đồng và chuyển vết rút gọn, các em có x trừ y bằng 0. Đây chính là phương trình AH. Có được phương trình AH, từ đó thầy có được tọa độ điểm K. Các em đi ý này, tọa độ điểm K. Các em đi giải hệ phương trình x trừ y bằng 0 và x cộng y trừ 4 bằng 0. Thế để giải được hệ phương trình này, nếu các em sử dụng máy tính thì các em lưu ý cho thầy là các em chuyển cho thầy cái hằng số tự do này sang cái bên phải nhé. Thế còn bạn nào mà tính trực tiếp đấy thì các em cộng vế mất hết ẩn y, đúng không? Thì khi đó là các em sẽ tìm được ra x bằng 2, đúng không? Và y bằng 2. Từ đó thầy suy được ra điểm K của thầy có tọa độ là 22. Tiếp theo là thầy cho mình cùng đi tìm tọa độ điểm H nhé. Tìm tọa độ điểm H. Thế do K là trung điểm của AH, do K là trung điểm của AH. Thế áp dụng công thức trung điểm, em lưu ý này, thì có này, áp dụng công thức trung điểm. Tọa độ điểm K sẽ bằng tọa độ điểm A cộng với tọa độ điểm H chia cho 2. Tọa độ điểm K là 2 này, bằng này 6 cộng với XH này trên 2 này, đúng không? 2 này bằng 6 cộng với IH trên 2. Thế từ đây thì các em sẽ suy được ra XH, IH, đúng không? Và các em có được tọa độ điểm H ở đây là gì? Trừ 2, trừ 2. Vậy là thầy đã tìm được tọa độ điểm K, tọa độ điểm H. Tiếp theo thầy cho mình sẽ đi tìm tọa độ điểm nào. Trước tiên thầy chuyển đường thẳng D về dạng tham số. Đường thẳng D là x cộng y trừ 4 bằng 0. Để chuyển đường thẳng D này về dạng tham số thì rất đơn giản. Các em chỉ cần đặt x bằng t, được chưa? Các em thay vào phương trình các em tìm y theo t. Thế thầy có các em nhìn này, t cộng y trừ 4 bằng 0. Vậy là thầy có được y ở đây chính bằng 4 trừ t. Được chưa các em? Đến đây thì thầy có được phương trình tham số của đường thẳng D, đúng không? Rồi, bây giờ thầy lý luận này, do điểm N thuộc đường thẳng D, suy ra thầy có được tọa độ điểm N, đúng không? Phải thỏa mãn phương trình đường thẳng D, nghĩa là T 4 trừ T, đúng chưa? Thế bây giờ là thầy đã thêm được điểm N là đã biết tọa độ rồi. Tiếp theo là thầy sẽ tìm tọa độ điểm M này, do K là trung điểm của MN này, và tìm tọa độ điểm C do N là trung điểm của AC. Em nhìn nhé, do K là trung điểm của MN, thầy áp dụng công thức trung điểm ở đây. Tọa độ điểm K sẽ bằng tọa độ điểm M cộng với tọa độ điểm N chia cho 2, đúng không? K là bằng bao nhiêu? 2 này bằng này T cộng XM trên 2 này, 2 này bằng này 4 trừ T cộng với IM trên 2. Từ đây các em tìm cho thầy là XM, XM bao nhiêu? Em quy đồng lên nhé, đồng 4 này trừ đi T, 4 trừ T. Thế còn đây sao? Em nhìn này, IM này, em quy đồng lên đây là bằng 4, chuyển sang hết. Vậy là IM bằng T. Rồi từ đây thầy suy được ra tọa độ điểm M của chúng ta là gì? 4 trừ T này,
Phải. T. Thế lại có thêm được tọa độ điểm M. Tiếp theo thì cho mình cùng tìm tọa độ điểm C. Đấy. 5 là tìm tọa độ điểm C, đúng không? Thì lý luận là do N là trung điểm AC. Thế này áp dụng công thức trung điểm ở đây. Tọa độ điểm N này sẽ bằng tọa độ điểm A cộng với tọa độ điểm C chia cho 2. Tọa độ điểm N là gì? T này sẽ bằng này 6 này cộng với XC trên 2. Đúng chưa? Rồi. 4 trừ đi T bằng 6 cộng với IC trên 2. Từ đây thì các em tìm cho thầy là XC, IC. Em quy đồng lên nhé. Có 2T trừ đi 6. XC bằng 2T trừ 6. Đúng không? Thế còn IC, các em quy đồng lên đây này. 8 này chuyển sang này. Đúng không? Vậy chúng ta còn là gì? 2 trừ đi 2T. Đúng không cả lớp? Thì nhắc lại này, các em chỉ cần quy đồng này. 2T này chuyển 6 sang là trừ 6 này, đúng không? Các em có là 8 trừ đi 2T này, chuyển 6 sang 8 trừ 6 bằng 2, 12 trừ 2T. Được chưa? Vậy là thầy có được tọa độ điểm C là 2T trừ 6 này, đúng không? 2 trừ 2T. Được chưa? Bây giờ thì lý luận này, do EC là vuông góc với AM, đúng không? Đấy, vì điểm E của ta là nằm trên đường cao đi qua đỉnh C, đúng không? Thế từ đây thì thầy có được vector này EC này nhân với vector AM là bằng 0. Thế cho mình cùng đi tính vector EC, tính vector AM, đúng không? Thế thầy có nhá, các em nhìn này, vector EC này, thầy sẽ lấy tọa độ điểm cuối trừ tọa độ điểm đầu, nghĩa là lấy tọa độ điểm C trừ tọa độ điểm E. E là có tọa độ là 1 trừ 3 để lại cho. Thế các em nhìn nhá, thì chỉ cần trừ thứ tự thôi. Các em nhìn này, 2T trừ 6 trừ đi 1 thì bằng 2T trừ đi 7. Phải chưa cả lớp? Tiếp theo này, 2 trừ 2T này trừ của trừ 3 thì bằng cộng 3. Vậy thì kết quả là 5 trừ 2T. Đúng chưa? Thì cho mình cùng tính vector AM. AM thì lại lấy tọa độ điểm M trừ tọa độ điểm A. Điểm A nó có tọa độ là 66, điểm M của chúng ta đây. Các em lại trừ thứ tự thôi thì các em được kết quả là gì? 4 trừ đi T này trừ đi 6 này thì chính là trừ T trừ 2. Phải chưa cả lớp? Rồi, là gì? T trừ 6. Đúng không? Thế từ đây thì thầy suy được ra phương trình thôi. Từ đây thì có được phương trình nhân T này. Đó là gì? 2T trừ 7 này nhân với trừ T trừ 2 này cộng với gì? 5 trừ 2T này nhân với gì? T trừ 6 bằng 0. Được cho các em chỉ cần nhân thứ tự tọa độ, sau đó cộng với nhau cho bằng 0. Thế đến đây các em chỉ cần nhân ra thôi, nó rút gọn, thì các em sẽ có được phương trình bậc 2 ẩn T. Cái việc nhân ra là quá đơn giản rồi, đúng không? Các em tự nhân nhé. Và thầy cho luôn kết quả chỗ này. Sau khi các em nhân ra rút gọn thì các em sẽ được một phương trình bậc 2 là gì? Trừ 4T bình cộng 20T trừ đi 16 bằng 0. Thế đây là một phương trình bậc 2 ẩn T. Việc giải phương trình bậc 2 thì quá quen thuộc. Các em có thể sử dụng máy tính hỗ trợ các em giải. Thì các em sẽ tìm được ra T bằng 1 và T bằng bao nhiêu? 4. Đúng chưa? Thì với T bằng 1, T bằng 1 thì thầy thay vào tọa độ của điểm gì? C nhá. Thì có tọa độ điểm C ngay.
Từ đây thì suy được ra tọa độ điểm C của chúng ta. Ở đây là gì? Trừ 4, 0. Được chưa? Thế còn với T mà bằng 4 thì thầy thay vào thì có được tọa độ điểm C của chúng ta ở đây là gì? 2 trừ 6. Các em lưu ý là chúng ta đang quan tâm đến gì? Tọa độ điểm C thôi. Nên các em không cần phải thay và tìm ra tọa độ điểm N và điểm M nhé. Các em chỉ cần thay vào để có được tọa độ điểm C. Thế có được tọa độ điểm C thì các em nhìn này, điểm H chúng ta đã tìm được rồi. Vậy bây giờ là thầy cho mình chỉ cần áp dụng công thức trung điểm thôi là tìm được tọa độ điểm B. Thế có hai tọa độ điểm C thì sẽ có hai tọa độ điểm B. Đúng không cả lớp? Rồi thế bây giờ các em nhìn này. Thì xét với các em một trường hợp. Thế còn một trường hợp thì các em làm nhá. Thì xét với trường hợp là với điểm C là có tọa độ là trừ 4 này, 0 này. Đúng không? Thì lý luận là gì? Do H là trung điểm của gì? BC. Do H là trung điểm của BC. Áp dụng công thức trung điểm thì suy được ra này. Tọa độ điểm H là gì? Trừ 2 này sẽ bằng gì? Trừ 4 cộng với XB trên 2 này. Đúng không? Trừ 2 bằng 0 này cộng với IB trên 2. Đến đây các em sẽ tìm được ra XB. Các em quy đồng lên bằng gì? 0. IB bằng gì? Trừ 4. Vậy là thầy có được tọa độ điểm B ở đây là 0 trừ 4. Được chưa cả lớp? Thế còn với điểm C mà có tọa độ là 2 trừ 6 thì các em về nhà tự làm y hệt như thế này. Các em vẫn áp dụng công thức trung điểm nhá. Thì các em sẽ tìm được ra tọa độ điểm B thứ hai với điểm C là bằng 2 trừ đi 6. Được chưa các em? Vậy là thầy đã hoàn thành cho các em xong đề thi đại học khối A năm 2010. Thế các em lưu ý thầy là gì? Để giải được một bài toán tam giác thì bước số 2, bước phân tích các điểm đấy là vô cùng quan trọng. Thường thì khi các em gặp một bài toán thì các em chỉ quan tâm đến câu hỏi thôi, đúng không? Thì với cái dạng toán mà bài toán trong tam giác và bài toán trong tứ giác thì nếu các em chỉ quan tâm đến câu hỏi thôi thì rất khó để có thể tìm được ra lời giải của bài toán. Các em lưu ý với thầy là chúng ta phải có một cái bước phân tích các điểm đấy, và thầy đã trình bày cho các em thông qua cái ví dụ thứ nhất rồi thông qua ví dụ số 2 này. Bây giờ thầy cho mình cùng chuyển sang ví dụ khác. Ví dụ 3 chính là đề thi đại học khối B năm 2010. Trong mặt phẳng với hệ trục OXY cho tam giác ABC vuông tại A có đỉnh C có tọa độ là trừ 4, 1. Đường phân giác trong của góc A có phương trình x cộng y trừ 5 bằng 0. Viết phương trình đường thẳng BC, biết diện tích tam giác ABC bằng 24. Và đỉnh A có hoành độ dương. Các em nháp thật nhanh cho thầy. Các em xong chưa? Bài toán của thầy cho mình vẫn thuộc bài toán tam giác. Một lần nữa thầy cho mình lại vận dụng các bước giải chung giống như ở ví dụ thứ nhất và ví dụ số 2 mà thầy đã làm cho các em. Bây giờ thầy cho mình cùng vào bước thứ nhất, đó là bước vẽ hình. Để cho tam giác ABC vuông tại A, để cho điểm C có tọa độ là trừ 4, 1. Để cho đường phân giác trong của góc A, đường phân giác trong của góc A thì ký hiệu là AD đi, có phương trình là x cộng y trừ 5 bằng 0. Để cho diện tích của tam giác ABC là bằng 24. Được chưa? Vậy là thầy đã phác họa xong về phần hình vẽ. Bây giờ thầy cho mình cùng chuyển sang bước số 2. Và bước số 2 này là bước vô cùng quan trọng nhá. Tuy không có trong lời giải nhưng lại là bước mà quyết định tìm ra lời giải.
Bước số 2 là gì? Là phân tích các điểm trên hình vẽ. Để phân tích được các điểm trên hình vẽ thì các em có hai công việc phải làm. Công việc thứ nhất là liên hệ cái điểm đã biết tọa độ với tính chất các đường trong tam giác này, với tính chất tam giác này, với các điểm khác thông qua công thức trung điểm trọng tâm này, với các điểm khác thông qua đẳng thức vectơ. Và công việc số 2 là các em gì? Sắp xếp các điểm theo thứ tự từ nhiều giả thiết đến ít giả thiết để chúng ta tìm những điểm mà nhiều giả thiết trước. Được chưa các em? Thế trên hình vẽ của chúng ta thì chỉ có một điểm C là đã biết tọa độ thôi. Điểm C nó có tọa độ là -4, 1. Bây giờ thầy sẽ liên hệ điểm C này với tính chất các đường trong tam giác, với tính chất tam giác trước nha. Thế để cho gì? Đường phân giác AD. Vậy là các em phải nhớ ngay đến tính chất của đường phân giác ở đây. Tính chất của đường phân giác ngoài việc chia đôi góc này nha. Thế còn một tính chất đó là gì? Với một điểm bất kỳ nằm trên cái đường AC này, thầy gọi là điểm M đi. Và thầy gọi M phải là điểm đối xứng với điểm M này qua đường phân giác AD. Thì cái điểm M phải là sẽ thuộc đường AB. Được chưa các em? Thế các em nhìn cho thầy trên cái đường AC này. Thì điểm C là đã biết tọa độ rồi. Vậy là nếu mà thầy gọi C phải là điểm đối xứng với C qua đường phân giác AD thì C phải sẽ thuộc đường AB. Được chưa các em? Đấy, đây là tính chất đặc biệt chỉ có phân giác mới có. Các em lưu ý cho thầy nhé. Gọi là điểm Y. Đấy. Thì thầy có được điểm C phải sẽ thuộc đường AB. Điểm C đã biết tọa độ đường thẳng AD đã biết phương trình, từ đó thầy sẽ tìm được tọa độ điểm C phải. Vậy là công thứ nhất là thầy sẽ đi tìm tọa độ C phải. Được chưa các em? Thế sau khi tìm được tọa độ C phải rồi, trên hình vẽ của chúng ta còn những điểm nào? A, B, D. Thế trong 3 điểm này thì điểm nào là nhiều giả thiết nhất? Đúng rồi, chính là điểm A. Vì sao? Thứ nhất là điểm A thuộc AD, đã biết phương trình, phải không các em? Rồi. Thứ hai là thầy có CA vuông góc với BA. Đấy, vậy là điểm A của chúng ta là nhiều giả thiết nhất, nên thầy sẽ đi tìm tọa độ điểm A. Điểm A. A thuộc AD. Đường AD đã biết phương trình rồi, nên thầy sẽ có được tọa độ điểm A theo tham số T. Nếu mà thầy chuyển cái phương trình AD này về phương trình tham số, phải không các em? Nhiệm vụ tiếp theo của thầy cho mình là gì? Cần phải tìm ra được một cái phương trình ẩn T. Thì sau khi mà các em tìm được phương trình ẩn T, các em giải tìm T, thì các em sẽ suy được ra tọa độ điểm A. Thế các em nhìn cho thầy trên hình vẽ này. Bây giờ là thầy có được tọa độ điểm C này. C phải biết rồi, A biết rồi này, đúng không? Thầy sẽ khai thác tính chất của gì? Tam giác vuông. Nó là gì? CA sẽ vuông góc với C phải A. Nói đến vuông góc là nói đến tích vô hướng của hai vectơ bằng không. Đấy chính là phương trình ẩn T. Các em hiểu chưa? À rồi, vậy thì thầy suy được ra phương trình ẩn T ở đây chính là vectơ CA nhân vectơ C phẩy A là bằng 0. Đây chính là phương trình ẩn T. Thế các em giải phương trình này là các em tìm được ra T và từ đó suy được tọa độ điểm A. Thế bây giờ các em quan sát cho thầy trên hình vẽ này. C biết tọa độ này, A biết tọa độ này, C phải biết tọa độ. Còn lại hai điểm chưa biết tọa độ là B và D. Câu hỏi của thầy đặt ra ở đây là điểm nào mà có nhiều giả thiết nhất ở đây? Nhìn đây. Điểm D là thuộc đường thẳng AD, đã biết phương trình. Chỉ có một giả thiết đấy thôi, hết. Đúng không các em? Thế còn điểm B? B thuộc gì?
đường thẳng gì? AC phẩy. A biết tọa độ, C phẩy biết tọa độ. Đương nhiên là cái phương trình gì? AC phẩy là thầy viết được. Vậy là điểm B này thuộc đường thẳng AC phẩy. Cũng đã biết phương trình. Thế nhưng điểm B này này là còn hơn điểm D ở giả thiết, đó là gì? Diện tích tam giác. Phải chưa các em? Rồi đấy, hơn hẳn cái diện tích. Vậy thì thầy sẽ đi tìm tọa độ điểm B tiếp theo. Tìm tọa độ điểm B tiếp theo. Bởi điểm B này có nhiều giả thiết hơn điểm D. Các em hiểu chưa? À, vậy thì thứ ba là thầy sẽ đi tìm tọa độ điểm B. Tọa độ điểm B. Thế thầy hướng dẫn qua cách tìm tọa độ điểm B này. À, trước tiên các em phải viết cho thầy được cái phương trình gì? AC phẩy. Và thầy viết ở dạng tham số T. Thì khi đó là thầy có được tọa độ điểm B này cũng theo tham số T. Đúng chưa? Thầy đi diện tính diện tích tam giác ABC. Tính diện tích tam giác ABC. Các em lưu ý là tam giác này là tam giác vuông nên việc tính diện tích là rất đơn giản. Đúng không các em? Thì sau khi mà các em tính được diện tích tam giác ABC thì sẽ ra được một biểu thức phụ thuộc vào T. Thì cho bằng 24, khi đó thầy sẽ có được một phương trình ẩn T. Và giải phương trình này thì thầy tìm được ra T, từ đó suy được ra tọa độ điểm B. Bây giờ thầy cho mình chuyển sang bước số 3 là tiến hành giải. Và các em lưu ý này, sau khi chúng ta sắp xếp được các điểm theo thứ tự này rồi thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành tìm các điểm theo thứ tự này. Các em hiểu chưa? Rồi, và thầy có lời giải cụ thể như sau. Rồi. Bước đầu tiên là thầy sẽ đi tìm tọa độ điểm C phẩy nhé. Thầy sẽ tìm sau đây. Thầy gọi này C phẩy có tọa độ là x0, y0 đi. Được chưa? Là điểm đối xứng với điểm C qua phân giác AD. Thế từ đây là thầy suy được ra là C phẩy sẽ thuộc AB. Rồi, các em lưu ý này. Tính chất đối xứng là gì ở đây? Thứ nhất là thầy sẽ có được vector gì? C phẩy C này. Đúng không? Vuông góc với vector chỉ phương của đường thẳng AD. Hay nói khác là gì? Tích vô hướng của hai vector này sẽ bằng 0. Sẽ được một phương trình ở đây, không đi không ở đây. Thứ hai là gì? Thì có trung điểm Y của CC phải sẽ thuộc AD, thì được một phương trình số 2 ẩn x0 y0. Và thầy giải hệ này thì thầy sẽ tìm được ra tọa độ điểm C phải. Các em hiểu chưa? Rồi, bây giờ thầy cho mình cùng tiến hành nhé. Nhất là thầy có này. Thầy có vector C phải. À, lấy tọa độ điểm C phải từ trừ đi tọa độ điểm C thì có được là gì? x0 này cộng 4 này, y0 này trừ 1 này, đúng không? Rồi thầy có được n AD, chính là vector phát tuyến của đường thẳng AD, là hệ số gắn với biến x biến y trong phương trình, đúng không? 1 1. Nên từ đây thì suy được ra u AD sẽ bằng 1 trừ 1. Đấy. Thầy có được tọa độ trung điểm Y của C sẽ phải. Tọa độ trung điểm Y của C sẽ phải. Đấy. Các em lấy tọa độ điểm C cộng với tọa độ điểm C phải trên 2. Thế các em có được là gì? x0 trừ 4 trên 2 y0 cộng với 1 trên 2. Được chưa? Từ đây thì suy được ra. Thứ nhất là vector CC phải nhân với UAD bằng 0 này. Đấy. Vì hai vector này là vuông góc với nhau. Thứ hai là điểm Y thuộc AD. Và thầy có được hệ như sau. Các em nhìn nhé. 1 này nhân với x0 này cộng với 4 này, đúng chưa?
rồi cộng với trừ 1 này, nhân với gì? Y0 trừ 1 là bằng 0 này. Điểm Y thuộc AD, nghĩa là thì có được là gì? X0 trừ đi 4 đúng không? Trừ đi 4 này, chia cho 2 này. Đấy. Cộng với gì? Y0 này cộng 1 này, chia cho 2 này, trừ đi 5 bằng 0. Đi trước cả lớp. Rồi, bây giờ thầy cho mình cùng tiến hành rút gọn thẻ này. Thầy có là x0 này trừ đi y0 này, đúng chưa? Nên có 4 nhá. Vậy là cộng 5 bằng 0. Thế phương trình số 2 thì các em quy đồng, đúng không? Bỏ mẫu, sau đó các em rút gọn thì các em có được là gì? X0 này cộng y0 này trừ 4 này cộng 1 này là còn bằng gì? Trừ 3. Trừ 3 mà trừ đi 10, kết quả trừ 13 bằng 0. Được chưa cả lớp? Rồi, thế đến đây, để giải hệ này có hai cách. Một là các em sẽ sử dụng máy tính ở đây, thì các em nhớ là chuyển cho thầy hai hàng số là dương 5 và trừ 13 sang vế bên phải nhá, rồi mới được dùng máy tính. Còn nếu không, các em tính trực tiếp thì các em sẽ cộng vế với vế, sẽ mất hết ẩn y0, được chưa? Và các em sẽ tìm được ra nghiệm y0, từ đó suy ra y0. Thế đến đây thầy có được kết quả thì là nhanh cho các em, x0 ở đây là bằng 4, y0 ở đây là bằng 9, được chưa? Và từ đây thầy có được tọa độ điểm C phải là gì? 4, 9. Thầy đã tìm được tọa độ điểm C phải. Thế tiếp theo là thầy cho mình sẽ đi tìm tọa độ điểm A nhá. Và để tìm tọa độ điểm A thì thầy phải chuyển đường thẳng AD này về dạng tham số. Trước tiên thầy chuyển AD nhá, quy trình AD này, về dạng tham số x cộng y trừ 5 bằng 0. Thế cách chuyển về dạng tham số rất đơn giản, các em chỉ cần đặt x bằng t hoặc đặt y bằng t, các em thay vào phương trình nhá. Ở đây thầy đặt x bằng t, thì thay vào phương trình, đúng không? Thì sẽ tìm y theo t. Thay vào phương trình thì có là t cộng y trừ 5 bằng 0. Từ đó thầy có được y sẽ bằng gì? 5 trừ t. Các em hiểu chưa? À, vậy là thầy có được phương trình đường thẳng AD này ở dạng tham số. Thế thầy có điểm A là sẽ thuộc gì? Đường thẳng AD. Từ đây là thầy suy được ra tọa độ điểm A. Tọa độ điểm A của chúng ta này phải thỏa mãn phương trình đường thẳng AD, đúng không? Nghĩa là t 5 trừ t. Để cho các em, vậy là thầy hoàn thành. Tiếp theo là thầy cho mình đi tìm phương trình ẩn t. Để tìm phương trình ẩn t thì thầy cho mình sẽ sử dụng đến tính chất tan giác vuông ở đây, có đúng chưa các em? Rồi, thì có CA là vuông góc với gì? C'A. Từ đây thì có được vector CA nhân vector C'A là bằng 0. Thì cho mình cùng đi tìm tọa độ của vector CA. Các em lấy tọa độ điểm A trừ tọa độ điểm C. À, tọa độ điểm C đây. Điểm A là T 5 trừ T. Thì các em trừ thứ tự thôi. Thì các em có được là gì đây? T cộng 4 này, đúng không? Rồi, 5 trừ đi t trừ đi 1 thì bằng 4 trừ t. Được chưa cả lớp? Rồi, tiếp theo thì cho mình cùng tính vector C'A. Lấy tọa độ điểm A trừ đi tọa độ điểm C'. Điểm C' của chúng ta tìm được bên trên có tọa độ là gì? 49, đúng không? 49. Vậy thì thầy có được kết quả như sau. Em nhìn nhá. T trừ 4 này, đúng không? 5 trừ t trừ 9 thì bằng trừ t trừ 4. Được chưa? Thế từ đây thì suy được ra phương trình t cộng 4 này nhân với t trừ 4 này cộng với 4 trừ t này nhân với trừ t trừ 4 bằng 0. Nhiệm vụ của các em bây giờ là chúng ta nhân ra thôi và rút gọn,
Được chưa? Thế cái việc nhân ra và rút gọn là rất đơn giản, các em tự làm cho thầy nhé. Và sau khi rút gọn xong thì các em sẽ có được một phương trình ở đây là t bình trừ đi 16 bằng 0. Đấy. Và thầy tìm được ra hai giá trị t là t bằng 4 và t bằng trừ 4. Được chưa? Thế với t bằng 4 thì xét với t bằng 4 thì suy được ra tọa độ điểm A. Các em thay vào thôi, mình có được là gì? 4 1. Đúng không? Thế còn với t bằng trừ 4 thì thầy suy được ra tọa độ điểm A, trừ 4 thì 9. Thế nhưng các em lưu ý nhé, điều kiện đề bài cho là gì? Điểm A có hoành độ dương, đúng không? À, vậy thì này là loại, vì hoành độ bằng trừ 4 là âm, loại, đúng không? Đây thỏa mãn. À, vậy là đến đây thầy kết luận là gì? Thầy có điểm A có tọa độ là 41. Như vậy là thầy đã tìm được xong được tọa độ điểm A. Được chưa? Bước tiếp theo là thầy cho mình đi tìm tọa độ điểm B, tọa độ điểm B. Thì trước khi tìm tọa độ điểm B đấy, là thầy cho mình phải viết được cái phương trình là A, C phẩy. Thì điểm B của chúng ta là thuộc đường thẳng A, C phẩy. Và các em lưu ý là chúng ta viết đường thẳng A, C phẩy dưới dạng tham số T để chúng ta có được tọa độ điểm B theo T. Và thầy cho mình vận dụng cái công thức diện tích tam giác để tính diện tích tam giác, từ đó suy được ra phương trình ở T. Thầy cho mình cùng đi viết phương trình A, C phẩy. Thế có này, vector AC phẩy. Được chưa? Vector AC phẩy. Các em lấy tọa độ điểm C phẩy trừ tọa độ điểm A. C phẩy trừ điểm A là gì? 0, 8. Được chưa? À, từ đây thì suy được ra vector chỉ phương của đường thẳng AC phẩy. Thế lấy bằng 1/8 vector AC phẩy. Tọa độ là gì? 0,1. Đúng chưa các em? Rồi. Và thầy chọn điểm đi qua là điểm A nhé. A, C phẩy đi qua điểm A có tọa độ là 41. Từ đây thầy suy ra phương trình A, C phẩy ở dạng tham số x bằng x0 là 4, đúng không? Cộng với gì? Không t. Không t bằng 0 thì không viết nữa nhá. Y bằng y0 đây là 1 cộng với 1t, chính là cộng với t. Được chưa các em? Và thầy lý luận ở đây là gì? Do điểm B của chúng ta là thuộc AC phẩy nên thầy có ngay được tọa độ điểm B 4, 1 cộng với t. Tiếp theo thầy cho mình cùng đi tính diện tích tam giác A, B, C. Tam giác của chúng ta là tam giác vuông tại A nên thầy sẽ đi tính độ dài hai cạnh góc vuông, từ đó suy ra diện tích. Rồi thầy có, thầy có vector AB. Để tính được đoạn thẳng AB thì thầy sẽ đi tính vector AB. Các em lấy tọa độ điểm B trừ đi tọa độ điểm A, B trừ A, thì các em có được kết quả là bao nhiêu? À, 0 t, đúng chưa? Thì từ đây thì các em suy được ra, suy được ra đoạn thẳng AB bằng căn bậc 2 của 0 bình cộng với t bình. Các em lưu ý là chúng ta khai căn ở đây phải có trị tuyệt đối nhé, trị tuyệt đối của t. Rồi, thầy có vector AC. Đấy, để tính được đoạn AC thì sẽ đi tính vector AC. Các em lấy điểm C trừ đi điểm A nhé, thì các em có được kết quả đây là gì? Trừ 8, 0. Thế từ đây thì lại suy được ra AC bằng căn bậc 2 của trừ 8 tất cả bình cộng với 0 bình, và các em có được kết quả bằng 8. Được chưa? Có được độ dài hai cạnh góc vuông thì suy được ra diện tích tam giác ABC sẽ bằng 1/2 tích của hai cạnh góc vuông trị tuyệt đối của T nhân với 8. Và theo
giả thiết thì diện tích này bằng 24. Được chưa? Đến đây thầy có được phương trình gì? Trị tuyệt đối của T là bằng 6, và thầy tìm được ra T bằng cộng trừ 6. Thế với T mà bằng 6, với T bằng 6, các em thay vào thì các em có được, suy được ra tọa độ điểm B là 4, 7. Phải chưa? Thế còn với T mà bằng trừ 6, suy ra tọa độ điểm B ở đây là gì? 4 trừ đi 5. Thế đặt ra câu hỏi ở đây, đó là gì? Tìm ra hai tọa độ điểm B này, có lấy cả hai điểm hay không? Thưa các em, chỉ lấy một điểm thôi nhá. Thế lấy điểm nào? Bây giờ chúng ta mới quay lại đề bài. Các em nhìn đề bài cho thầy. Đề cho là gì? AD là đường phân giác trong. Các em lưu ý là đường phân giác trong của góc A. Nếu mà đề chỉ cho là gì? AD là đường phân giác của góc A thôi, thì lời giải lại khác. Thì đây chúng ta lấy cả hai điểm. Thế nhưng đề bài lại gì? Cho là gì? AD là đường phân giác trong của góc A. Điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là điểm C này và điểm B này, hai điểm này nằm về hai phía của cái đường phân giác này. Được chưa các em? Thế biết khi nào thì hai điểm này nằm về hai phía? Rất đơn giản. Các em làm như sau, các em nhìn nhá. Các em sẽ thay cho thầy cái tọa độ điểm C này vào phía trái của phương trình đường thẳng AD này. Được chưa? Sau đó các em thay tiếp tục tọa độ điểm B này vào phía trái của đường thẳng AD này. Được hai kết quả, các em nhân với nhau. Nếu mà được một số âm. Đấy. Thì khi đó là gì? Hai điểm BC này nằm về hai phía của đường thẳng AD. Thế còn trường hợp mà khi các em nhân hai kết quả đấy với nhau ra một số dương, thì điều đó là gì? BC là nằm về cùng phía của đường thẳng AD. Được chưa các em? Đấy. Thì nhắc lại nhá. Để biết được hai điểm B và điểm C này nằm về hai phía của đường thẳng AD hay là nằm về cùng một phía của đường thẳng AD, thì chúng ta làm như sau. Các em chỉ cần gì? Thay tọa độ điểm C vào phía trái của phương trình đường thẳng AD, rồi thay tọa độ điểm B vào phía trái của phương trình đường thẳng AD. Được hai kết quả, các em nhân với nhau. Nếu mà được số dương thì nghĩa là B và C là nằm về cùng phía, cùng phía bên đây hoặc cùng phía bên kia của đường thẳng AD. Còn trường hợp mà được kết quả âm thì nghĩa là hai điểm B và C nằm về khác phía của đường thẳng AD. Thế bây giờ thầy cho mình kiểm tra. Điểm C thì chỉ có một điểm thôi. Bây giờ chúng ta kiểm tra từng điểm một nhá. Kiểm tra từng điểm một. Các em thay tọa độ điểm C này vào phía trái đường thẳng AD này. Thay tọa độ điểm B thứ nhất là 47 vào phía trái của đường thẳng AD này. Được chưa? Được hai kết quả, các em nhân nhau thì các em thấy rằng là gì? Là một số âm, điều đó chứng tỏ hai điểm này nằm về hai phía. Vậy điểm này thỏa mãn. Tiếp theo này, đó là gì? Thì thay tọa độ điểm C vào phía trái của đường thẳng AD. Lại thay tọa độ điểm B này, điểm B thứ hai này vào phía trái của đường thẳng AD. Được hai kết quả nhân nhau thì thấy rằng được kết quả là số dương. Số dương nghĩa là B và C nằm cùng phía. Cùng phía của đường thẳng AD. Vậy là cái đường AD của chúng ta ở đây là gì? Đấy là trở thành phân giác ngoài, mà trong khi đó đề cho là phân giác trong. Do đó là thầy loại cái trường hợp này đi. Được chưa? Đấy, các em lưu ý cho thầy nhé. Qua bài này là các em phải lưu ý cho thầy. Nếu mà đề bài cho phân giác trong thì các em nhớ là sau khi tìm được ra tọa độ các điểm rồi, các em phải kiểm tra nhé, kiểm tra. Đấy, chứ không đến đây mà các em lấy cả hai là vô tình chúng ta đã sai. Để cho các em nhớ cho thầy là nếu đề cho phân giác trong là phải kiểm tra. Thế còn trường hợp đề chỉ cho phân giác không thôi, phân giác của góc A, không nói là trong hay ngoài, thì khi đó các em tìm được hai điểm, các em lấy cả hai. Các em hiểu chưa?
Rồi, thế bây giờ thầy có được tọa độ điểm B rồi này, có được tọa độ điểm C rồi, thì việc viết phương trình BC là rất đơn giản. Để viết được phương trình đường thẳng BC, trước tiên thầy đi tính vector BC. Các em lấy tọa độ điểm C trừ tọa độ điểm B, các em có được kết quả là trừ 8 trừ đi 6. Vậy là từ đây thì suy được ra, vector chỉ phương của đường thẳng BC thì chọn bằng gì? Trừ 1 phần 2 vector BC. Kết quả đây là bằng 43. Đúng chưa? Rồi, BC thì chọn điểm đi qua là điểm nào? Là điểm C đi. Đi qua điểm C có tọa độ là trừ 4, 1. Vậy là thầy suy được ra phương trình BC. Các em viết ở dạng tham số cũng được, chính tắc cũng được. Ở đây thầy viết ở dạng chính tắc để nếu bạn nào muốn chuyển về dạng tổng quát thì nó đơn giản nhé. Như vậy thầy có được là gì? X trừ x0 là x cộng với 4 này, chia cho 4 này, bằng gì? Y trừ đi 1 chia cho 3. Được chưa? Đây là dạng chính tắc. Thế còn muốn chuyển về dạng tổng quát ấy, thì các em chỉ cần quy lồng thôi, bỏ mẫu, chuyển viết rút gọn. Thì các em sẽ được cái dạng tổng quát như sau. 3x trừ 4y, đúng không? Rồi, và cộng với 16 bằng 0. Không. Vậy là thầy đã tìm được phương trình đường thẳng BC. Thế đây là một bài toán mà theo thầy là rất hay. Bởi là gì? Cái kỹ thuật để loại cái điểm B thứ hai đi là các em phải lưu ý cho thầy nhá. Và ví dụ số 3 cũng là ví dụ cuối cùng của buổi học ngày hôm nay. Các em về nhà phải xem lại thật kỹ phần lý thuyết mà thầy đã hướng dẫn các em. Xem lại thật kỹ các ví dụ, đặc biệt là cái bước phân tích hình vẽ của thầy, để chúng ta học được vận dụng vào các bài toán tương tự. Thầy chúc tất cả các em ôn tập tốt. Hẹn gặp lại các em trong các bài giảng lần sau.